Hôm nay đi chúc Tết đi, kiếm thêm mới được. Tụm gài ít tiền quá, mấy ngàn đồng à. Mấy ông này xì keo kiệt. Giờ phải đi kiếm chú Sáu để chúc Tết đây. Năm trước con miền đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trường ngõ. Mẹ ơi con xuân này vàng nhà. Nếu con không về chắc mẹ 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 xuân này con không về. Hôm nay mùa dịch ế quá, từ sáng giờ chả cho được cút nào. Hôm nay con cháu mà xin chúc Tết chắc tiêu luôn, không còn một ngày dính túi nữa. Có khi nào hịnh dở tới em ta, năm nợ cũng tới chúc Tết chăng á. Cho tôi xin tiền. Chào chú Sao. Hả? À. Ủa, con nhớ nhà chú giàu lắm mà. Sao giờ chú chạy từ xe gáp mà thành xe ôm luôn rồi. Trời ơi, chú lên đợi thiệt chứ. Biết sao rồi con, dòng đời đẩy đưa mà biết sao giờ. Con tới đây chi vậy? Con đi mua đồ cho mẹ. Nè, kế bên nè. Giờ con gặp chú Sáu thôi, con chúc Tết chú Sáu luôn. Trời ơi, nó chúc Tết thì tiền đâu cho nó trời ơi. Con chúc cái gì cho chú Hên Hên coi. Con chúc chú Hên. Còn gì nữa đâu mà khóc với đen. Ui, trong đen kìa. Trời ơi, làm gì vậy? Bực bội, trong đen xin tiền Tết à, không còn một đồng nữa. Con chút gì kỳ vậy? Chút ngắn gì vậy? Thôi, coi đây đi xì nè, chút ngắn cho ngắn nha. Dạ dạ dạ. Thôi, Tết nhất tới nơi, cũng cho con chút lọc. Đây nè. Dạ con cảm ơn chú Sáu. Thôi chú Sáu đi trước nha con. Con đợi con để chú đây rồi ha, ha mãi nha. Dạ. Có lì xì rồi. Có lì xì rồi. Cuối cùng. Đi con, cái gì sao thấy cộm cộm ta? Chắc này giờ 10 triệu nè. Xin lỗi chú. Tôi chưa làm gì, tôi mới xin tiền ngớt hết mẹ một ngàn. Con lì xì cho chú nè. Cảm ơn con. Này cộm luôn đó là, này chắc cũng cỡ 100 ngàn nè. À, thằng này năm nay cháu không tốt quá. Hả? Hả? 2 ngàn. Hả? 2 ngàn. Hả? 4 ngàn, không cho chẳng được 5 ngàn nha. Nãy nghĩ nó tốt bụng ai ngờ ác như quỷ, quýnh người ta xong chạy. Tôi đang xin tiếp đây. Đố con hôm nay là ngày gì? Hôm nay là mùng 3 Tết chứ gì? Con đã sai lầm rồi. Hôm nay đối với người ta là mùng 3 Tết. Còn đối với những thằng FA cũng là mùng 3 Tết. Còn đối với những đứa có người yêu đó chính là Valentine. Vậy nói với cậu hôm nay là ngày gì? Đương nhiên là mùng 3 rồi. Tao có gì đâu, đúng không? Con, tao là cho con nói lại đó. Hôm nay là ngày gì? Chắc ngày mùng 3 đúng không? Ngày mùng 3 chứ bên thai gì?